Tiếp theo là thông tin chính sách. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành thông tư số 17 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 29 ngày 16 tháng 11 năm 2018, quy định về loài cây trồng được sử dụng để trồng mới rừng phòng hộ có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 12 năm 2022, cụ thể như sau. Đối với diện tích đất chưa có rừng thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới, rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư, phải chọn những loại cây trồng phù hợp với điều kiện lập địa. Đối với diện tích đất chưa có rừng thuộc rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát, bay, chọn các loài cây có bộ rễ sâu bám chắc, ưu tiên trồng cây bản địa, sinh trưởng được trong điều kiện lập địa khắc nghiệt. Đối với diện tích đất chưa có rừng thuộc rừng phòng hộ chắn sóng lấn biển, chọn những loài cây có khả năng thích nghi với môi trường nước mặn, nước lợ. Diện tích đất chưa có rừng thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới, rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư, diện tích đất chưa có rừng thuộc rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, thực hiện phát dọn thực bì theo băng hoặc theo đám. Thực bì được gom thành giải dọc theo đường đồng mức nơi đất dốc, được phát trắng thực bì ở nơi có độ dốc dưới 25 độ, nhưng phải chừa lại đai cây xanh ở đỉnh rông, ven khe suối, bờ sông, hồ. Khi xử lý thực bì, phải chừa lại toàn bộ cây thân gỗ có sẵn, cây tái sinh mục đích và không được đốt.